Kính thưa quý vị, nếu hiểu rõ được 4 điều đen tối này càng sớm, thì nửa đời sau càng tươi sáng, làm gì cũng trơn tru thuận lợi. Người khôn ngoan sẽ biết chuyện nào nên đen, chuyện nào nên trắng, biết chuyện nào xứng đáng, chuyện nào không, biết tính toán giữa lời và hại. Không có tầm nhìn xa, bạn sẽ có những nỗi lo gần. Muốn công việc và cuộc sống trong tương lai đều thuận buồm xuôi gió, bạn cần nhìn thấu những luật ngầm của đời người. Trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng chỉ có sóng to gió lớn để người ta chuẩn bị sẵn sàng đương đầu với trọng trách trên vai. Đôi khi chính những công việc lặt vặt, những tiểu tiết đời thường trong rất nhiều mối quan hệ giữa các cá nhân mới là những cọng rơm đè chết con lạc đà. Hẳn là nhiều người từng nghe câu chuyện ngụ ngôn như sau. Một người chủ có một con lạc đà già, dù tuổi đã lớn nhưng nó vẫn ngày ngày chăm chỉ làm việc. Có một lần chủ nhân muốn biết con lạc đà đến cùng có thể mang bao nhiêu hàng hóa, thế nên không ngừng tăng. Thế nhưng lạc đà vẫn không quỵ. Thế nhưng ngay khi chủ nhân tiếp tục đặt thêm một cọng rơm trên lưng nó, vào đúng thời điểm đó con lạc đà đã quỵ xuống mãi mãi. Trong cuộc sống có rất nhiều việc chúng ta không thích, không giỏi hoặc đơn giản là không muốn làm nhưng vẫn phải làm. Ngược lại, có rất nhiều việc khao khát và đam mê nhưng không thể thực hiện được. Cuộc sống rất khó có thể diễn ra theo đúng ý muốn của chúng ta 100%. Do đó, trên đường đời, đôi khi bạn cần đủ tỉnh táo để hiểu rõ 4 điều đen tối này thì mới có thể khiến tương lai trở nên tươi sáng hơn. 1. Mọi món hời miễn phí đều tiềm ẩn nguy cơ. Có câu nói rằng, không có bữa trưa nào miễn phí trên đời, và nếu có, chưa chắc đã đến lượt bạn. Luôn có một số người thích nhàn hạ, ghét làm việc, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc ngồi không mà hưởng lợi. Vì vậy cho dù họ làm việc gì cũng không thực tế, không muốn nỗ lực phấn đấu hết sức mình. Tuy họ hy vọng vào cuộc sống tương lai tốt đẹp, nhưng về thực tế, hành động của họ giống như một loại cam chịu với cuộc sống tầm thường trước mắt. Tuyếp người này rất dễ bị cám dỗ bởi những thứ được gắn mác món hời miễn phí. Sống trên đời, cần hiểu rằng chẳng có tiền bạc hay cơ hội từ trên trời rơi xuống. Nếu có ai đem tới thứ gì miễn phí, cần cẩn trọng để tránh rơi vào những cái bẫy bịp bợm lừa lọc. Hậu quả để lại không chỉ đánh mất thời gian, công sức mà có thể còn hủy hoại cả tương lai. Nếu muốn đạt được thành công, chỉ có con đường duy nhất là tự dựa vào chính mình, từng bước nỗ lực tiến lên. 2. Đừng quá bộc trực, nếu không người bị tổn thương sẽ là chính bạn. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động, nếu không bạn sẽ là người phải chịu đựng. Bạn phải có khả năng xoay chuyển, nhưng quá thẳng thắn và bộc trực có thể sẽ phơi bày hết khuyết điểm của bạn. Lâu dần, người khác sẽ lợi dụng khuyết điểm của bạn để hại chính bạn, không chỉ trong cuộc sống đời thường mà còn ảnh hưởng tới cả sự nghiệp, vận mệnh về sau. Một số người thường nói chuyện bộc trực, có gì nói nấy. Họ cảm thấy mình chỉ đang thẳng thắn nói ra suy nghĩ của bản thân, vốn mang ý tốt, nhưng họ không nghĩ đến hậu quả của sự việc. Điều này thường khiến họ rơi vào thế bất lực. Chỉ khi sự việc để lại hậu quả rồi, họ mới giật mình hối hận. Không phải tự nhiên mà người xưa có câu uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Cần phải cẩn trọng từ lời nói đến việc làm thì mới có thể tiến xa hơn nữa trên đường đời. Và khi đó bạn mới có thể thu được nhiều lợi ích và kinh nghiệm hơn. 3. Người sống lương thiện, nhưng cũng đừng nghĩ ai cũng lương thiện như mình. Người xưa đã từng nói câu hoa hồ, họa bì, nang họa cốt, chi nhân chi diện, bất chi tâm. Nghĩa là câu này đơn giản là vẽ hồ, vẽ da nhưng không vẽ được xương, nhìn người nhìn mặt nhưng không nhìn thấy tấm lòng. Nội tâm của người khác, suy nghĩ hay con người thật của người khác là điều vô cùng khó đoán, khó lường. Con người cần giữ tấm lòng lương thiện, sống không thẹn với trái tim, cũng khiến người khác tin yêu và đánh giá tốt. Tuy nhiên, đừng để lương thiện đồng nghĩa với ngốc nghếch, để rồi bị kẻ khác lợi dụng mà không hay biết. Đôi khi con người càng tốt bụng càng dễ bị người khác giáp tâm lừa lọc. Do đó, cần giữ sự cảnh giác và luôn tỉnh táo trong đối nhân xử thế. Hãy dùng lương thiện làm điểm mạnh, chứ đừng trở thành điểm yếu để kẻ khác sử dụng làm hại chính mình. Tỏ tường điều này, bạn mới có thể hiểu được lẽ đời, nhìn rõ đầu đuôi sự việc, giữ được tâm trí và nhận rõ phương hướng chính xác cho tương lai. 4. Sống tích cực, nhưng đừng tích cực mù quáng. Ai cũng muốn trở thành một người tích cực, nhưng đừng biến nó thành sự mù quáng. Nói một cách dễ hiểu, bạn phấn đấu làm người hoàn hảo, chứ đừng cưỡng ép bắt mình phải hoàn hảo mọi thứ. Chính tâm lý này sẽ khiến tính cách của bạn ngày càng trở nên xấu đi, càng thiếu hoàn hảo. Thay vào đó, hãy làm mọi việc trong khả năng của mình, dùng thời gian để dần dần điều chỉnh mọi thứ theo kế hoạch tuần tự. hấp tấp hay nóng vội đều khiến mọi thứ trở nên lộn xộn. Vâng, trên đây là 4 điều đen tối. Nếu nhận thức thấu đáo thì nửa đời sau càng tươi sáng, giúp bạn làm gì cũng trơn tru thuận lợi. Và tiếp theo video ngày hôm nay là 4 kiểu người sẽ luôn lọt vào tầm soi của sếp. Bảo sao làm việc cả đời cũng khó có thể thăng tiến hay giàu lên. Bạn cần biết để tránh. Năng lực của một người sẽ có nhiều con đường biểu hiện khác nhau, nhưng bên cạnh khả năng làm việc, điều mà lãnh đạo thường nhìn vào nhất là còn là cách hành xử hàng ngày. Nhiều người cho rằng các sếp thường bận rộn nhiều công chuyện nên chỉ để ý tới kết quả làm việc, không có thời gian để tâm quá nhiều việc khác. Tuy nhiên, rất nhiều tiểu tiết thường ngày có thể nói lên năng lực của một người. Do đó, không ít lãnh đạo thường âm thầm chú ý quan sát cách đối nhân xử thế hàng ngày của mỗi nhân viên. Là một nhà lãnh đạo, ai cũng mong đạt được các mối quan hệ hài hòa giữa các cá nhân trong công ty và tạo ra bầu không khí làm việc hiệu quả cao. Nhưng nhiều cấp dưới lại mắc phải những khuyết điểm khó có thể chấp nhận được. Một số cho rằng mình vĩ đại, họ kiêu ngạo, không biết lớn nhỏ, thể hiện quá mức. Một số quá đà tới mức cho rằng sếp không giỏi bằng mình, dẫn tới thái độ thiếu tôn trọng, nói về những chuyện tế nhị của sếp, phớt lờ sếp trước mặt người ngoài. Tất cả những biểu hiện thường ngày đều được lãnh đạo của bạn lưu tâm, nhưng không phải lúc nào họ cũng nói ra. Một khi họ nói ra, hoặc đó là lời khen tùng nhiệt tình, hoặc là sự khiển trách nặng nề, thậm chí dẫn tới nguy cơ bị mất việc. Do đó, cần hết sức lưu ý khía cạnh này. Đặc biệt, với 4 kiểu nhân viên sau đây, hầu hết các sếp đều cảm thấy khó chịu và sẽ để ý sát sao hơn. Nếu bạn có bất cứ biểu hiện nào, cần kịp thời thay đổi ngay trước khi đánh mất thiện cảm trong lòng lãnh đạo. 1. Không nói cũng không làm. Vương là trợ lý lãnh đạo mới được phòng nhân sự của công ty tuyển dụng. Sau khi vào làm được một tuần, lãnh đạo đã trực tiếp giao một công việc cho Vương trong thời gian thử việc. Vương nhanh chóng tiếp nhận. Đến khi thời gian thử việc gần kết thúc, lãnh đạo yêu cầu Vương viết báo cáo công việc trong giai đoạn vừa qua. Đến khi báo cáo được giao lên, ông rất ngạc nhiên vì thấy nhiệm vụ của mình giao vẫn chỉ nằm ở giai đoạn ban đầu, vẫn chưa được hoàn thành. Khi được hỏi lý do, Vương hồn nhiên bảo do mình không biết làm thế nào, đồng thời liệt kê rất nhiều khó khăn. Lãnh đạo tức đến bật cười, sau đó cho Vương thu dọn đồ đạc và rời đi ngay lập tức. Không biết không đáng sợ, mà đáng sợ nhất là những người không biết nhưng không nói không hỏi, im ỉm một mình, khó khăn cũng không lên tiếng. Thái độ làm việc như vậy khó có thể phát triển xa hơn. 2. Nói mà không làm. Lại nói một kiểu nhân viên khác giống như Minh, gây ấn tượng rất đậm sâu cho nhà quản lý ngay từ đầu tiên phỏng vấn, nhưng chỉ sau 3 tháng đã bị đào thải khỏi công ty. Ban đầu, Minh tự tin khẳng định rằng mình đã có kinh nghiệm làm quản lý chất lượng 3 năm và giám sát kỹ thuật 4 năm nên đưa ra hàng loạt kế hoạch lớn. Điều này khiến lãnh đạo phấn khởi và ngợi khen, cho rằng Minh có chí lớn. Tháng đầu tiên làm việc cùng, lãnh đạo nghĩ anh là một chuyên gia. Tới tháng thứ 2 làm việc cùng, lãnh đạo thấy anh chỉ là một nhà lý luận giỏi, nhưng năng lực thực hành còn chưa đủ. Cuối cùng, sau tháng thứ 3, lãnh đạo nhận ra anh chỉ là thích hô khẩu hiệu, là điển hình của kẻ nói như sổng leo, làm như mèo mửa. Một cấp dưới như vậy, chẳng lãnh đạo nào muốn giữ chân. 3. Làm mà không hiểu. Trương Linh là nữ giám sát duy nhất dưới quyền của lãnh đạo, thường chịu trách nhiệm kiểm tra các tài liệu đầu vào. Cô ấy làm việc rất siêng năng và quen thuộc với các tiêu chuẩn được viết ra, vốn rất được lãnh đạo vừa lòng, cho đến khi một tình huống xảy ra. Lần đó, nhà cung cấp gửi một lô kệ có chiều cao tiêu chuẩn là 2 mét để đựng nguyên liệu trong kho. Sau khi kiểm tra, thấy sản phẩm vượt quá tiêu chuẩn chấp nhận 0,2 cm, Trương Linh kiên quyết từ chối không nhận hàng. Nhà cung cấp khiếu nại lên trên, bộ phận mua hàng đã trực tiếp tìm gặp lãnh đạo. Đích thân lãnh đạo đã xem xét sự vụ và nhận thấy sai lệch 0,2 cm hoàn toàn không ảnh hưởng tới chất lượng hay bất cứ lĩnh vực nào. Đây chỉ là một sai số có thể linh hoạt bỏ qua. Một việc rất nhỏ đó đã khiến lãnh đạo hiểu ra rằng khi quản lý chất lượng trong công ty, Trương Linh thuộc lòng các tiêu chuẩn được đề ra nhưng lại không hiểu các tiêu chuẩn đó nhằm mục đích gì. Chính vì không hiểu nên cô mới làm việc thiếu linh hoạt, dù nỗ lực nhưng kết quả vẫn khó tránh khỏi sai sót. 4. Hiểu nhưng không có khả năng trình bày. Trái với tuýp người ăn nói tháo vát, có một kiểu người luôn luôn tầm ngầm. Họ có thể làm việc trong công ty nhiều năm, quen thuộc với môi trường cũng như bộ máy nhân sự, cùng cách vận hành, cũng có thái độ chăm chỉ và cống hiến. Tuy nhiên, yếu điểm lớn nhất chính là họ không thể diễn đạt ý của mình một cách rõ ràng. Về cơ bản, các sếp không yêu cầu mọi nhân viên đều phải giỏi giao tiếp, nhưng ít nhất họ nên có các kỹ năng mềm cơ bản. Việc tự tin thể hiện suy nghĩ, diễn đạt mong muốn, bày tỏ ý kiến cũng là một khía cạnh quan trọng trong công việc. Nếu bạn đang khuyết thiếu kỹ năng này, cần nỗ lực luyện tập để thay đổi bản thân.